và tất cả những cái gì như anh muốn hỏi hôm nay là như là thầy được được biết, đó chính là hôm nay anh muốn xem lá số này và vâng. xem xây nhà đúng không? Có phải anh dạ, đúng xây nhà đúng không? Vâng. Được rồi, nó sẽ giải quyết trong tất cả ngày hôm nay, vì hôm nay thầy quyết định là sẽ xem cho anh, mặc dù hôm nay thầy rất là bận bởi vì ngày mai thầy đã phải đi lên rồi, đi lên vùng núi để tổ chức cho các cháu trong chương trình đó. Thế nên là phải giải quyết trong hôm nay đi, vì cái của anh thì cũng lợi từ lâu rồi đúng không? Vâng. Rồi thì trước mắt này, thế là số của anh ở đây thì theo như ở trên bàn thì của anh là âm dương thuận lý và cục hòa bản mệnh. Về cái mặt âm dương thuận lý ấy, nó là cái hệ số rất là tốt cho cái công việc, tức là nó thuận lợi. Tức là trong cái cuộc đời của anh ấy, thì khi anh khai màn, lúc anh đi làm ra, mới ra trường hoặc là mới bước chân vào thì nó sẽ có một thời gian thuận lợi. Sau đó thì của anh lại mệnh ở đây là cục hòa bản mệnh, thế nên anh sẽ gặp một số trắc trở và sau đó anh mới đi lên tiếp. Vâng, được chưa? Thì đó là cái sơ bản khi xem một cái lá số lúc ban đầu. Và một điều nữa, trước khi xem lá số thì thầy sẽ nói luôn này, đối với thầy thì anh xem thì anh cứ cởi mở nhá, tương tác với thầy nhiều lên một chút, nói chung là và làm như thế thì cái cuộc xem nó không bị nhàm chán, thế nên là anh cũng lên thế nhá. Thầy biết là cái đòi hỏi của anh đối với mệnh xuất sát nó hơi khó, vì mệnh xuất sát là hơi thẳng tính và nó cũng hơi ít nói nhá. Vâng. Nên là nhưng mà có cái gì đúng thì đúng, cái gì sai thì cứ nói sai nhá. Vâng. Được chưa? Thì bây giờ bắt đầu xem này, thì là cái khung mệnh của anh ấy là mệnh xuất sát. Và thân mệnh đều đúng cung. Anh là một con người ấy, là một khi đã nghĩ và đã quyết thì rất khó để thay đổi anh. Ví dụ nhá, bây giờ là một bộ môn tử vi này, khi mà anh mà quyết định chuyển khoản nhờ thầy xem thì nghĩa là trong cái con người anh ấy, thì thầy phải chứng minh được cái gì đó rồi thì anh mới chuyển khoản, còn không bao giờ anh tin mê tín linh tinh cả nhá. Đây là con người khá có thể thay đổi đấy, và nếu mà thầy mà có thuyết phục được anh thì nghĩa là thầy phải làm được cái gì đó mà anh tin tưởng rồi thì anh mới đăng ký. Và mệnh thất sát thủ mệnh ấy, thì là cái con người hơi cao này, mà nó miếu điện nhá, miếu điện là con người hơi cao, da hơi thô, da hơi thô và hơi nâu, là nâu đen, đúng không, trắng nhá, đúng không, và người có nhiều râu nhá, vâng, người có nhiều râu. Vì cái sao thất sát này là cái sao vốn là sao về biên võ, thế nên là nó thể hiện cho cái sự mà can đảm và cái sự dũng mãnh, nghĩa là khi mà anh đứng trước cái vấn đề khó khăn ấy, nó bị thất bại nhưng mà anh không vì thế mà anh nản mà anh tiếp tục, anh có thể đứng lên xây dựng lại nó và có thể xây dựng tốt hơn cái lần cũ, đúng ạ. Vâng. Cái này là cái biểu hiện của người thất sát. Người thất sát là con người như thế, lúc nào cũng muốn thẳng thắn, và khi mà bị gặp cái gì khó khăn ấy, họ bị mất tinh thần một thời gian rồi, sau đó họ lấy lại được ngay, không cần cái ai giúp đỡ họ và họ tự làm cái điều đó một mình nhá. Đúng rồi. Và cái con người này thì là hơi có tính nóng nảy một chút, có tính cương nghị. Có sao lực sĩ của mệnh của anh là chủ về là con người khỏe mạnh nhá, khỏe mạnh, ăn khỏe, uống khỏe, nói chung là người ăn được nói được. Và có cái sao hữu bật ở đây này, sao hữu bật là cái sao thể hiện cái sự giúp đỡ của mọi người khác. Những cái lúc mà khó khăn ấy, thì khi mà lập lại công việc thì anh sẽ hay được có người khác, người ta không giúp, giúp đỡ. Đúng rồi, người ta giúp bằng cái cách là người ta giới thiệu này, rồi người đúng ta sẽ phản đối cho nhá. Vâng. Đó rồi. Là ý nghĩa của hai cái sao này. Và rất là hay, đó chính là anh có cái sao hữu bật chủ mệnh, mà hữu bật lại chủ về võ. Tả phủ thì về văn, còn hữu bật lại chủ về võ. Nghĩa là sao? Hữu bật chủ về võ là anh sẽ thường làm những công việc liên quan nhiều đến những cái bên như là hàng hải, sắt thép, nói chung cái gì nó cứng rắn nhá, sắp đặt cả nhá. Và mệnh khi mà có tả hữu ấy, thì luôn luôn có ý nghĩa là phải sớm rời bỏ gia đình, tức là đi xa cái nơi mình sinh ra để mà lập nghiệp thì nó mới tốt. Chứ ở gần nha, ở gần đối với những cái mệnh như thế này thì chắc là anh cũng đã nghiệm lý ra rồi, đó chính là có xây dựng lên thì nó cũng sẽ vỡ, xây dựng lên rồi nó sẽ vỡ, phải đi xa thì nó mới ổn được. Ở đây thì đã là sao thất sát để đi với tả hữu bật thì
cũng đồng nghĩa là anh sẽ có một là người lãnh đạo, là người lãnh đạo, và bên dưới anh có rất nhiều nhân viên nhá, có nhân viên. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Rồi. Mà mệnh tư thần ở đây nghĩa là đồng thời là cái đặc tính này và những cái sự giúp đỡ, những cái gì mà thầy nói từ trước đến giờ nó sẽ đi theo anh trong suốt cả cuộc đời luôn. Thì thường thường không biết anh có nghiên cứu tử vi không? Anh đã nghiên cứu tử vi bao giờ chưa? Dạ cũng có, nói chung là về thông thường thì cũng có, nhưng lúc mà rảnh rỗi thì cũng hay tìm hiểu. Rồi, cái này là cái tốt nhá. Khi mà một người thầy chỉ nói thế này thôi, khi mà một cái con người ta muốn giàu có và làm chủ được bản thân ấy, thì học cái tử vi này thì không phải để kiếm tiền, mà là xem cho bản thân mình, cái nhất là xem cho bản thân mình để biết vận hạn, để mà biết được mà sắp tới nó như thế nào. Nếu mà khả năng mình xem mình chỉ cần dừng lại ở cái chỗ là thời gian sắp tới nó là không tốt, còn không tốt là điểm gì, thì nếu mà nó cần sâu sắc quá thì phải nhờ thầy chuyên nghiệp xem. Nhưng mà ít nhất là mình cũng phải biết được là mơ hồ là khoảng thời gian tới là mình sắp đối mặt với cái gì. Vâng. Nói thật với thầy là dụ như đúng là cũng như thầy nói, tình thoảng thì nói chung là em thì cũng hay đọc sách, đọc báo, rồi hay đọc những cái cũng về tử vi thì cũng hay đọc. Thứ nhất là hiện tại là bây giờ đang làm quản lý, chuyện là nó rất là nhiều cái phức tạp, mà nó rất là nhiều cái chuyện mà nó bất thường, nó mình không thể chủ động được. Nên là nhiều lúc thì muốn giảm cái áp lực, hoặc là muốn để vào nhiều lúc có thể tĩnh, mà lấy tĩnh thì thắng động, đúng thầy? Đúng thì rồi. Có thể là mình cũng phải nghiên cứu, tức là cái tháng này có thể nếu như mà mình bị khung hay là nó làm sao đấy, đúng thì rồi. Mình nên trầm nặng một tí, chẳng hạn. Đấy, đúng quan điểm của em như thế, của cháu như thế. Đúng trầm rồi. Nặng một tí, có thể là nhẫn lại một tí, để nó qua cái tháng nó đi. Đến cái thời điểm tốt của mình thì lúc đó mình bung, mình bật. Đó, cái hiện tại bây giờ là cháu đang áp dụng để mà trong cái cuộc sống hiện tại nó như thế. Được. Nhưng thực ra mà nói là cũng có cái ví dụ như là cũng chia sẻ với thầy là thứ nhất ấy là ông bố mới mất. Được. Thứ hai là ông đang muốn làm nhà. Được. Hiện tại là đang khởi công rồi. Được. Và cái thứ ba nữa là trong nội bộ trong ban lãnh đạo cũng có người nói thật với thầy là họ cũng có cái có những cái gì đấy nó thể hiện ra cái ganh ghét với mình. Thực ra thì mình sống nó thẳng thắn thì mình chẳng sợ ai cả, chẳng làm gì hại mình, không làm hại người thì chắc là người cũng chẳng làm hại nổi mình. Thế nhưng ngược lại là mình muốn biết rằng là như để gặp gỡ thầy để thầy chỉ cho là nên mình nên như thế nào và mình nên làm cái gì đấy để cho nó thứ nhất là con người ta thì thực sự nói thì có nhẫn hoặc là có trầm tĩnh bao nhiêu, nhưng ngược lại là nếu như mà cái khách quan bên ngoài hỏi nó quá đáng quá thì có thể là cái lúc đó cái tính nóng này của mình nó sẵn có nó để bột phát lên thì nó không hay, đúng không thầy? Đấy, cái quan điểm của em là như thế, cho nên là muốn rằng là cũng nhờ bà chị với lại cô em là đăng ký với thầy, xong để cho thầy chỉ ra cho những cái mà mình nên tránh và những cái gì mình nên làm. Đấy, là để chúng phải nắm được và cái tư tưởng và cái nguyện vọng như thế để thầy chỉ đạo cho. Thực ra ngay từ cái lúc mà đầu nhìn lớp cái lá số này thì thầy sẽ định mà thôi, thầy vẫn nghĩ là thôi cứ lên từ từ, bởi vì là cái việc mà anh vừa nói ra là anh bị đèn pha này, rồi là có thế lực đối nghịch với anh ấy, thì nó có thể hiện ngay trong cái đại vận này rồi. Và nếu mà anh nghiên cứu tử vi thì anh cũng đã nhìn ra rồi, anh nhìn ra được ngay trong cái đại vận này rồi, mà cái đại vận này nó kéo dài 10 năm. Đại vận này kéo dài 10 năm, nhưng mà cũng đừng vì thế mà cảm thấy nó buồn chán hoặc buông bỏ, bởi vì rằng là cái đại vận này mặc dù là có đối nghịch, nhưng mà cái đại vận này đối với anh là đại vận tốt. Nó là đại vận tốt, thế nên là anh nên nhớ trong một cái xã hội này này, nếu mà nó cứ êm đềm ấy, thì anh chỉ giữ nguyên được cái vị trí ấy thôi, còn khi mà nó có sự đấu tranh ấy, thì lúc đó mới có sự thay đổi nhá. Hoặc là tốt là tốt hẳn, hoặc là mình thua là mình thua hẳn, nghĩa là anh có thể lên là anh lên cao nữa, không thì anh chỉ ngồi không chỗ đấy thôi đó. Và đúng như thầy nói thầy ạ, cứ gặp cái khó khăn gì đó thì tôi được bật dậy. Đúng đấy, bật lên và lại có những cái niềm tin nó mới hơn, và có những cái mà để cho người khác nhìn nhận thấy mình là cái khả năng của mình nó lại rõ hơn. Thế nên là nhưng ngược lại là trong cái đó thì nó thật là nó cũng có cái mà nó cái tư tưởng nó không được thông thoáng, ví dụ như là nó có sự ganh ghét, nó có sự kìm hãm tất nhiên của mình, và đấy ạ, điều nào cũng có tiểu nhân cả thôi.
Vâng, vâng. Khi mà một người mà người ta giỏi hơn, người ta có thực lực và người ta được rất là ưu ái hơn, hoặc là người ta có những cái được hưởng những cái hơn người khác, thì những cái người thua kém lúc nào nó cũng có sự ghen tức, không ở đâu không chế cả. Đấy là cái hiển nhiên rồi, vấn đề là mình đối phó thế nào thôi. Thôi rồi, cứ xem hết cả lá số đi đã nhá. Vâng, vâng, vâng. Đấy, dù thế nào đi chăng nữa thì trong cả cái toàn mệnh vận của anh là người thân mệnh đồng cung. Và những cái thầy mà đã nói với anh từ trước đến giờ thì nó sẽ áp dụng cho đến hết cuộc đời của anh, nghĩa là luôn luôn là một con người nó đứng đắn đàng hoàng, và cái hai nữa là luôn luôn là người quản lý giỏi và bên dưới có nhiều cấp dưới. Đó, thì từ giờ đến cuối anh thì cái lúc nào cũng thế thôi, dù anh có bị phá sản một lần rồi thì lần sau anh gây dựng lại, anh vẫn có quân quyền bên dưới. Lúc nào cũng vậy, thì đây là cái lá số nó vậy rồi. Nhá. Cái sao thiên thọ này, sao thiên thọ là chủ về cái lúc mà anh cần thì anh có thể điềm đạm được, anh điềm đạm, anh hoàn nhân hậu và anh hòa nhã được. Đó là chính là cái sao mà khiến cho anh ấy, những cái lúc mà anh cảm thấy anh có tiếc, anh có thể chế ngự được bản thân để mà nó không làm cho to chuyện ra. Thường thường cái sao thất sát mà không cái sao thiên thọ với cả cái sao thiên tài này, mà thất sát đi kèm với thực sĩ là con người rất nóng tính. Khi người ta gặp một cái vấn đề gió người ta bùng lên, những cái lúc bùng lên ấy thì gần như là não anh nó bị tê liệt, nghĩa là nó gần như anh không nghĩ được thêm cái gì nữa cả, anh chỉ biết là bây giờ phải làm nào cho hả giận thôi, đúng không? Mệnh là mà trong tam hợp giới hổ phù nhá, như hôm trước đây cái mệnh lá số này thì thầy xem thì nó có một phần ăn ná giống như cái lá số của cái cậu ngày hôm qua ở xem thầy xem. Nhưng mà cái vấn đề đây, cái mệnh tuế hổ phù là gì, thầy chỉ nói qua một chút. Tuế hổ phù là cái khi mà trong tử vi nó phân ra làm bốn loại người, thì có người sinh ra là để hại người khác, có người sinh ra để trị nghiệp, có người sinh ra thì để làm giàu nên làm tổng bất chính. Thì trong cái người trong người tuế hổ phù này thì là cái con người là trong tử vi nó được gọi là cái con người mà người tốt, nghĩa là mình rất khó để hại ai gì đó, mình chỉ đáp trả lại khi người ta đụng chạm đến mình thôi, còn nếu để không ấy, thì anh không giờ đụng chạm đến ai cả nha. Và người trong cái mệnh tứ hổ phù này thường thường khi mà sinh ra tính theo tâm linh, tính theo Phật pháp, tính theo tử vi nữa, thì tứ hổ phù cái người trong cái vòng này được sinh ra là khi mà ra xã hội ấy, sẽ được có một nhiệm vụ gì đó để mà giúp cho xã hội này, giúp cho mọi người khác, tức là góp ích một phần cho xã hội rồi xây dựng đất nước đấy. Nghĩa là cái con người này là cái con người cầm đầu, dẫn đầu, hoặc là con người quản lý một nhóm người để xây dựng cho đất nước ra các sản phẩm gì đó. Đó là người thuộc tới hổ phù. Và anh có ở đây là anh có kình dương này, kình dương và gặp sao thái tuế, chủ về con người là ăn nói, có khả năng ăn nói đanh thép và hùng hồn nha. Tức là nói có người nghe và người ta nói người ta có cái cảm giác là nó có uy quyền. Nhưng mà có một điều như thế này, khi mà cung mệnh của anh có sao lực sĩ mà đi với kình dương ấy, thì lúc nào cũng thế, khi mà anh khởi đầu một sự việc ấy, vào một công việc thì lúc nào anh cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức, bỏ ra nhiều công sức vào lúc đầu, và phải mất một thời gian thì người ta mới công nhận được cái khả năng của anh. Vâng, đúng rồi. Chứ không phải là anh một con người có thực lực, có tài, có khả năng, nhưng mà vừa vào cái người ta công nhận không có đâu. Cái lá số này anh luôn luôn phải cố gắng mà phải làm gấp nhiều lần người khác ấy, thì mới được công nhận. Còn nếu không, lúc đầu người ta toàn bác bỏ cái khả năng của anh thôi, anh làm bao nhiêu nhưng người ta lại bác bỏ hết. Đúng rồi. Nói chung là tuy là như vậy, nhưng mà đối với cái bộ sao này và đi kèm với sao xuất sát như này thì anh luôn luôn là người biết vươn lên, như thầy đã nói ngay từ lúc đầu ấy. Nghĩa là bỏ sức cũng được, nhưng mà anh sẽ cố làm đến mức nào người ta công nhận cho cái khả năng của anh. Và chính vì đó mà anh mới thành công được. Thì sao kình dương ấy, nó ở mệnh thì nó cũng xem như là những cái gian nan khổ sở, nhưng mà nó lại một cái mặt khác là mặt tốt của nó là xem nó như là cái sức mạnh kích phát ấy. Nghĩa là khi mà anh đã gặp một cái lực xấu rồi mà các anh ấy vươn lên được, thì cái con người của anh nó lại ở một cái tầm khác rồi. Nghĩa là anh có một cái sự suy nghĩ khác, rất tốt. Và một đặc biệt nữa rất hay ở cái cung mệnh của anh là chúng là anh có nhu cầu sinh lý rất là tốt đấy nhá. Vâng.
chỗ này hơi tế nhị một tí, nhưng mà thầy xem thì cứ nói ra hết thôi. Ở cung thiên di không, đúng ạ, là sức khỏe thì tốt lắm ạ. À, tôi chỉ còn nhức đầu sổ mũi tí thôi là qua loa rồi khỏi là hết rồi. Rồi đúng, anh chỉ đúng là nhức đầu qua loa thôi. Vâng. Nhá, về cung thiên di này, cung thiên di chính là cái cung vì sao mà anh thầy đã bảo anh phải đi làm xa thì anh mới tốt được. Cung thiên di của anh là có vũ khúc thiên phủ, miếu và phượng địa nhá. Vâng. Vũ khúc là sao, là gì, sao chủ về làm, là những cái sao mà chủ về ngành thủ công mỹ nghệ và làm như kiểu cò hàn đó. Yeah. Và yeah, nó là một cái sao tài tinh, vũ khúc là một sao, yeah, tài tinh. Khi mà trong tử vi không biết nghiên cứu thế nào, nhưng mà để thầy sẽ nói qua về cái sao vũ khúc là cái sao mà đứng đầu trong cái danh sách mà tiền bạc, mà nó đi kèm, yeah, đây là đi kèm với sao thiên phủ. Sao thiên phủ là cái sao thiên phố đấy, thì khi, yeah, hai cái sao này nó đi cặp với nhau thì dù anh có thất bại bao nhiêu lần thì anh cứ xây dựng lại cũng rất là dễ. Và cứ nhớ một câu của thầy là anh cứ đi theo cái con đường mà anh đã chọn, nghĩa là tất cả những ngành nghề liên quan đến kim loại sắt thép rồi xây dựng nó đều dẫn đến anh là con người thành công hết. Vâng, vâng. Thiên phúc miếu địa thì là con người mà có mưu đồ đại sự, có đầu óc kinh doanh nhá. Tôi là anh có khi mà nó ở vũ khúc tí ngọ ấy thì là người có tri thức, tức là khi nhìn mọi một việc thì người ta biết nhìn từ nhiều chiều khác nhau và biết phải đánh giá cái việc đó bây giờ sẽ xử lý thế nào, chứ nó không đơn giản. Thiên di vũ phủ đồng cung thì thường hay gặp bạn bè tốt, hay là có những người cấp trên người ta quý mình, người ta giúp cho mình và được nhiều người kính này. Và ở cung thiên di này thầy cũng sẽ nhắc nhở anh một điều, đó chính là khi mà ở cung thiên di này thì anh rất dễ bị thương hay là bị tai nạn bất ngờ đấy nhá. Không biết anh đã bị chưa? Vâng. Vâng. Nếu mà chưa bị thì nên cẩn thận thế này. Thế là vâng. Điều. Nhưng mà nhẹ thế gì rồi? Khi mà đi kèm như thế này thì đến khi nào đến hạn thì nó sẽ rất là nặng. Vâng. Tôi nhớ là bị thương bất ngờ nó sẽ... Và trong đây thầy liếc qua cái cung ngô bộc bên này thì thầy cũng nhận thấy một điều rằng là cái thương bất ngờ này nó không hoàn toàn nó xuất phát từ công việc đâu, hoặc là từ công việc hoặc từ bạn bè, mà bạn bè cũng không phải bạn cố ý đâu, vô ý thôi. Vô ý bằng một cách nào đó họ có thể làm bị thương đến mình, thế là cẩn thận một tí. Bị thương đến mình vô ý như thế nào, ví dụ như là cùng đi xe máy bạn đèo chẳng hạn, nhưng mà đi tránh thế nào bạn cầm xe máy làm ngã, làm bị gãy tay gãy chân, là vô ý này, rồi là vâng. Làm việc bò hàn thế nào bị bắn cái mảnh gì vào mắt cũng là vô ý nhá. Đó những cái cần tránh. Anh nói như này để nói là để anh biết là những cái lúc mà khi anh tham gia giao thông là cái thứ nhất, là cái thứ hai trong lúc làm việc thì có đồ bảo hộ nào thì cứ mặc hết vào. Vâng. Nhá. Để cho nó ăn. Cái này giờ nên như thầy nói vậy thì chắc là cứ 1-2 tuần trước này nó đã xảy ra rồi đấy, đang đi bình thường thế này. Quay ngơ ngơ tí là tông vào cả vào cột điện. Nhưng mà không sao, đau thì có đau. Nhưng mà nó qua loa thì cứ tưởng gây tân đấy. Không sao cả. Yên tâm, bây giờ anh vẫn còn trẻ. Tính ra bây giờ tuổi thì mặc dù là anh 46, nhưng mà để xét về cái tuổi mà để còn làm giàu được thêm và cái khả năng của anh ý, thì người ta, đàn ông người ta tính đến tuổi 60 vẫn còn làm giàu được. Thế anh còn tận 15 năm phía trước, 15, 16 năm phía trước. Và cái hạng này thì bây giờ hiện tại trong năm nay thì trong đại vận thì nói qua đại vận này nó chỉ liên quan đến thị phi thôi. Thị phi tức là có người ghen ghét thôi, nó chưa phải là cái đại vận liên quan đến mà nó nguy hiểm đến mức gãy chân. Thế là vậy, mấy chân rơi vào 5 năm tuổi cơ. À đấy ạ, vâng. Thế nên là vẫn phải nhắc và anh phải đề phòng từ bây giờ cho đến đến lúc già. Bởi vì những cái này thì những cái hạn ấy, khi mà các cái hạn ấy thì càng già nó càng nặng thì sao, sức khỏe càng yếu. Bây giờ với anh tâm vào cột điện nó chỉ đau, nó không gãy chân thì anh còn năng khỏe. Bây giờ cứ tầm khoảng từ 5-6 tuổi anh thì tông vào xem cái chân của anh nó còn lành không. Lúc đấy thì yếu lắm rồi nhá. Vâng. Như các cụ già 70 rồi, cụ chỉ chẹo chân cái thì gãy xương mất rồi. Vâng. Rồi thì vũ khúc ấy là cái sao mà làm giàu liên quan đến sắt thép, như thầy đã nói từ đầu rồi.
và cái sao khi nó đi kèm với thiên phủ ấy, thì luôn luôn là hai cái sao này luôn luôn kể về hậu vận. Thế đây là hậu vận của anh, thì anh đang đi nửa bước chân hậu vận của anh rồi đấy, nghĩa là năm 45 bước chân là một nửa hậu vận, anh còn 15 năm hậu vận nữa. Thế nên là cứ bình tĩnh và tiếp tục chính đáo mà kiếm tiền, thì cái là số này không phải là số nghèo. Trong cái tam thai bát vạ chiếu mệnh của anh thì anh là con người khả năng lãnh đạo này và nói có người nghe. Và khi về già trong việc thường ăn nhà nhá. Và xem xét về bên tâm linh ấy, thì thầy đã nói rồi, thầy là tử vi tâm linh, thầy không giống các thầy khác. Thầy có một phần thì thầy trước khi mà thầy xem tử vi là thầy có được cho ăn lộc về bên đằng âm, nên thầy có thể đạt được một số việc. Thế nên là từ đó khi mà thầy xem tử vi thì thầy sẽ áp dụng cái đó vào để xem và giải đoán cho anh một số cái mà các thầy khác họ chỉ biết là nó bị như vậy mà không biết nguyên nhân, thì thầy sẽ giải đáp câu mắc cho anh như thế. Thì cũng giống như thầy đã nói này, thì tại sao mà cái sao tam thai bát tọa này anh là cái con người khả năng lãnh đạo thì và anh bị thất bại một hay hai lần anh đều dạy được, thì ở đây thì có một cái phần được giúp đỡ từ bên đằng âm nhá, từ bên đằng âm của anh. Còn đằng âm đấy là ai thì lát nữa đến một phúc đức thì sao. Tính tình này, thai phụ này, phụ cáo đều là những cái sao về kể về là bằng sắc y chương, nói chung nó là thuộc do lợi ích về bên công danh. Có hóa quyền chiếu về nữa là chủ về quyền chức. Anh có rất nhiều những cái sao mà chủ về quyền chức nó chiếu hẳn vào cung thiên di, thế nên là đi xa là một cái lựa chọn đúng đắn. Nhưng mà ở đây có một là anh để ý là cung thiên di của anh có dương đức này, có thiên phúc, là những cái sao mà nó liên quan đến những cái tâm linh một chút, thế nên là anh lên năng đi chùa một chút nhé. Cái thứ nhất là cái thứ hai là khi mà về nhà thì lên thắp hương cho bàn thờ gia tiên nhé. Và thầy cũng chỉ nói một điều này thôi, đó chính là gia tiên là họ có tồn tại, gia tiên là họ có tồn tại, nên khi thắp hương ấy, cầu khấn thì chỉ cầu khấn trong lòng tâm nhé, bởi vì họ không cần nghe đâu, gia tiên của mình thì không cần nghe mình nói bằng mồm, chỉ cần về nghĩ trong đầu là họ biết, họ đọc được cái suy nghĩ mà, thế nên là thật tâm là được. Đó, và khi mà có thiên đức và dương đức này thì chủ là gì, chủ về là làm phúc sẽ hóa lộc nhá. Khi mà nó đi về sao cũng thiên phủ nghĩa là làm phúc thì sẽ hóa lộc, nghĩa là gì, đối xử tốt với những cái người xung quanh này, rồi năng làm thực thiện thì cái đó sẽ được tích vào cung lộc của mình. Mã khốc cách có một cái nữa là chuyên là cái bộ sao mà chuyên thành công về vào phút cuối này, nghĩa là về hậu vận. Là cái bộ mã khốc khách này, bộ mã khốc khách ở trong tiểu vi người ta thường nói là đường dài mới biết ngựa hay đấy. Đó thì nghĩa là trong cái buổi đầu làm việc, khi mà bộ mã khốc khách này nó đi vào cung thiên di, nghĩa là lúc nào cũng thế, làm việc lúc đầu cực kỳ vất vả và mãi về sau thì mới được người khác công nhận và mới có cái sự tiến bộ về bên mặt công chức và cái bên tiền tài. Thế nên là cứ kiên trì thôi, vì mình biết là cái số của mình người cứ thế mà kiên trì nhấn lại. Khốc hư đắc địa này, khốc hư khi mà những cái người ta mới xem tử vi hoặc người ta chưa xem tử vi cao ấy, thì tôi nhìn thấy hai sao thiên khốc và thiên hư thì người ta rất dễ hoảng loạn, vì đây là hai cái sao chủ về tăng tóc và chủ về buồn rầu. Khi mà khốc hư nó đóng những cái cung nào ấy, thì nó đem lại cái sự không may của cung đó. Nhưng mà riêng trong cái đặc số đặc biệt của anh ấy, thì anh lại giàu lên nhờ hai cái sao khúc hư này nhá. Khúc hư của anh là hai khúc hư đặc biệt, khúc hư ở vị trí ngọ, thế nên là sẽ rất là giàu có, nó lại đi kèm với cái mã khúc khác nữa, thế nên được thành cái bộ đôi luôn, anh ăn hai bộ nhá. Rồi có sao âm sát ở đây, cái âm sát này là sao thầy ăn thêm mà các cái ở trên mạng không có cái sao này, sao âm sát này là cái sao bên tâm linh. Thầy lại thích sau. Về cung quan lộc của anh thì cung quan lộc của anh thì có phá quân đóng tại Trình Tuất, phá quân đóng tại cung Thìn, là chủ về người phụ y quyền đấy, rất là mưu trí. Và cái người mà có cung quan lộc của phá quân này thì đi buôn bán cũng tốt nhá, đi buôn bán cũng tốt.
thì buôn bán cũng tốt, nhưng mà thôi thì thường thường thì anh đi theo cái con đường là con đường quản lý thôi, thì anh đã có nhiều kinh nghiệm trong nó thì cứ làm thôi. Vâng. Nhưng mà thì vâng, nói là anh có rất nhiều con đường để kiếm tiền, nghĩa là buôn bán vâng cũng đều tốt cả. Vâng. Và khi mà anh có khóa quân với ý kiến khóa quyền thì anh là chủ về con người tự tạo lên cái sự nghiệp của mình mà không nhờ đến bố mẹ. Nghĩa là vâng. tự tay mình dựng lên thôi, không nhờ mối quan hệ của bố mẹ là một này, không nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ là tự tay mình. Vâng, đúng rồi. Khi mà có cái sao tấu thư đi kèm với văn chương văn phúc ấy, thì khi mà anh muốn trình bày một cái gì, một cái nghị định hay một cái quyết định gì đó, thì anh là một con người ăn nói cũng rất là khá, đứng trước người khác, đứng trước công nhân hay đứng trước người cấp dưới, anh ăn nói khá là khéo léo, vẫn có cái khả năng mà uy quyền lời nói, mà nó vẫn là cái sự mà nó tinh tế và nó mượt mà nhá. Đây là cái bộ sao về ăn nói. Vâng. Và anh có cả tứ linh nữa, tứ linh chiếu về cung thiên di. Nói chung là cái cung thiên di của anh có rất nhiều những cái bộ ăn về bên tài lộc. Thế nên là cái việc nghèo thì nó không có đâu. Chỉ là bây giờ anh làm thế nào cho nó giàu lên, hoặc anh đối phó thế nào với các cái những cái khó khăn phía trước thôi. Chứ đừng bao giờ nghĩ là mình nghèo. Vì nó ăn từ nãy giờ thấy đếm sơ sơ là cũng được từ 3 đến 3-4 bộ rồi. Và một điều nữa này, khi mà cái cung thiên di nó nằm trong cái đất, cái cung quan lộc nó nằm trong đất đá võng như này, thì có một điều lưu ý trong cả cái cuộc đời của anh, đó là khi nào mà cái công việc của anh ấy, mà nó mà cứ êm đềm, cứ chiều mát mái, không có gì nó xảy ra mà nó rất là êm ấy, thì phải chuẩn bị ngay tâm lý là sau đó nó sẽ là một cái gì đó nha. Vì khi mà nó cứ êm du đi thì ý như rằng đằng sau của nó sắp tới nó sẽ là một cái gì đó nó rất khó khăn với mình. Thế mà đó là cái sự hoạt động của cái lá số này nhá. Vâng. Thế thì đúng rồi thầy ạ. Cũng trong công việc ấy, cứ êm đềm thì mình cứ nghĩ rằng, nhưng mà em có một cái linh cảm, cháu một cái một cái giác quan, có một cái cảm giác nhận, nó cũng rất là nhạy bén. Nếu như mà cũng như thầy nói, ví dụ như nó đang êm đềm, công việc nó đang suôn sẻ, nó không có một cái gì, có thể nó mình ví như là sóng hết biển lặng vậy, nó êm ả lắm. Thế nhưng mà mình ở trong đầu mình lúc nào có cái cảm giác là cái này có cái gì đấy nó không ổn. Đó. Thế nhưng mà y rằng, nói thật thầy, y rằng thì một thời gian rất là gần thôi là nó sẽ đến. Mà nó đến thì là nó lại, nó xấu cho mình là cái là mình phải đối phó và mình phải tìm cái phương pháp, mình phải tìm cái hướng để giải quyết. Nhưng mà lại trong lúc đó thì mình lại bật lên được thêm được một cái khả năng khác, tức là vươn lên một cái gì đó nó mới hơn. Đấy, và học thêm được một bài học, đúng rồi, học thêm một bài học, nó cái con người nó hơn mình, nó hoàn thiện hơn, nó biết đối phó với nhiều tình huống hơn. Nói chung cái con người của anh cứ tiếp nhận tất cả những cái đi đến, và nó chưa phải cái đích cuối cùng đâu, vì cái đích cuối cùng này anh không thể làm cao hơn được nữa. Chỉ cần anh cần làm khéo léo lên một chút. Nói rồi, không nghèo, vấn đề giàu đến đâu là do cái khả năng của anh, nên là cái sức bật của anh đến đâu, và anh có chịu nổi nó không thôi. Vì trong cái con người của anh thì đã nói rồi, cái lá số này lúc nào cũng phải có bão táp tới, lúc nào cũng vất vả đi lên, nó chả ăn nhà những người khác được lót thảm đâu. Vâng. Có những cái lá số thầy xem thì bố mẹ lo từ đầu đến cuối, rồi ngồi đùng một cái lên chức cao ngồi mà nó có thể nó in du đi, nhưng cái lá số này không phải. Vâng. Tay nhá, ngay từ lúc đầu đã là không được nhiều bố mẹ. Không, đúng đấy ạ. Vâng. Nói thật với thầy là ở ngoài nhà thì cũng có, trong cái lúc của buôn bán hoặc là làm ăn thì cũng có gọi là có chút tiếng tăm, nhưng mà cứ nghĩ như vậy là mình cuộc đời mình nó sẽ là vươn lên, nó là mãi mãi, nhưng mà không phải. Thế khi đùng một cái thì không phải do mình, mà cũng không phải do anh em bạn bè, mà do ông trời cái lúc nào không giết thì rồi thôi ra đây vậy. Tức là lúc nào nó gặp bão bùng là giông tố thì làm sao mà mình tránh khỏi. Đúng rồi. Đó, thế là mình mất hết là mình trắng tay. Thì sao thật thầy, là cuộc đời là đấy, khi bước cái năm 2004 là bước vào chân vào Sài Gòn, nó thật thầy là sai trắng. Mà đi từ thế đó anh buôn cái gì? Ngày trước là tôi ở ngoài, em cháu ở ngoài kia là tôi làm vận tải đường sông đường biển rồi đóng tàu đóng bè đi rồi. Đấy, nên là thì bão táp thì là mất hết. Còn vào đây thì nói thật thầy là cũng là, cũng đúng như thầy nói, cũng là già bạn bè người ta không phải là bạn bè, ta cho mình cái quyền chức hay người ta cho mình tiền, nhưng người ta tham mưu cho mình, ông lên làm cái này cái kia,
và cũng từ đó là được cái sự là năng động của mình với cái sự là được việc, nó nói đúng là cái là được việc, thì người ta, những người bạn của bạn chẳng hạn, họ nhìn thấy cái khả năng của mình, họ với nhờ mình là quản lý cho người ta cái này cái khác. Nó dần dần mà cũng là đến hiện tại, nó tập cái thời bây giờ cũng quản lý cái nhà máy cũng rất là lớn, tầm cỡ. Cho nên là cũng rất là nhiều sóng gió như thầy nói đấy, nhưng mà thực sự là với cái giác quan và cái cảm nhận, rồi là những cái có một chút kinh nghiệm nữa, thì tất nhiên là mọi cái nó cũng vượt qua hết, nhưng ngược lại là nó cũng mang trong mình những cái mà nó thực sự nó cũng không được vui, hay là có cái nó không vui mà và hơn nhạt đấy thầy ạ. Nên là cũng muốn nhờ thầy, là thầy thứ nhất là thầy giải cho kỹ, để cho mình biết được những cái gì mình chưa nhìn thấy, hoặc là mình có thể là sau này mà mình phải gặp những cái gì đó thì mình cũng đã có một cái lời khuyên, hay là đã có cái lời chỉ dẫn cảnh báo của thầy rồi, cũng như là thầy nói có thể mình bớt cái nóng lại đi đấy, rồi là mình bớt, mình có thể mình kìm nén lại một chút đấy, nội dung nó như vậy đấy ạ. Vâng, mà thì đúng như anh nói là đúng, và trong cái khi mà thầy cái kinh nghiệm ở trên cái lá số thì cũng đúng, vì cái cung quan lộc của anh là sao phá quân. Cái sao phá quân thường thường ở trong cung quan lộc nó chủ về phá tán, nghĩa là làm lên rất là cao, sau đó sẽ bị phá hoàn toàn như vậy. Tức là phá quân ở cung quan lộc nó thể hiện là lúc nào phải phá sản ít nhất là một lần mới đi lên được, thì anh đã phá sản rồi. Thôi cứ thế mà tự tin lên, bởi vì thầy tự tin là số giàu, cái thứ nhất là do là số, cái thứ hai là thầy do cái tính cách của anh. Khi một người giàu ấy mà nhờ người khác giúp đỡ ấy, người ta thất bại thì rất khó để lại, bởi vì là giúp đỡ người khác mà có phải có chính lực mình đâu. Còn khi mà một người mà giàu lên do chính bàn tay mình ấy, chả cái gì đánh bại được họ cả. Tìm xuống thì lại lên thôi, vì nó là cái bản lĩnh của họ rồi. Còn về cái cá nhân, về cái đạo đức ấy, thì thực ra nói về cái về cái mặt mà đối xử với cha mẹ anh em họ hàng nội ngoại, thực ra nói thật với thầy là dù quan điểm của tôi, dù rằng là có giàu có hay là nghèo hay là có đi đâu, nhưng là cái thứ nhất là cái tình quê hương nói thật thầy đấy, và cái hai nữa là cái tình và gần gũi với mình nhất là tình cảm mà anh em bố mẹ rồi bà con họ hàng, cái đó lúc nào tôi cũng khắc phục cốt ghi tâm đấy. Và những cái mà ví dụ như là về anh em bạn bè, họ khó cũng như mình khó, tôi thề với thầy là tôi không bao giờ tôi hại ai, tôi cũng không bao giờ tôi nói xấu ai. Thế nhưng ngược lại, nếu như mà tôi chỉ cần tôi nghe cái manh nha mà người khác mà nói xấu tôi hay chọc chạy tôi là không xong với tôi. Tôi tính tôi là như vậy. Thực ra như anh nói là thầy đã nói ngay từ đầu cái clip này rồi, và thầy đã nói là cái con người trong cái cung quế hổ phù đó là cái con người không hại ai bao giờ, chỉ đụng người khác thì nghĩa là đụng đến mình thôi. Và cái thứ hai nữa là anh, cái cung chiếu của cung mệnh của anh là có gần như đổ bộ tứ đức. Bộ tứ đức là gì? Là bộ mà chuyên giúp người, chuyên giúp người, và nó có lòng thiện tâm. Và thầy cũng chỉ nói thêm một điều nữa là đấy, thầy đã nói rồi là lộc đi cùng với cả tâm, tức là cái lá số này càng bỏ ra tâm nhiều giúp đỡ người khác thì càng được lộc nhiều. Đó, nó chiếu hẳn vào cái cung về cung tiền tài của anh ấy rồi. Thế nên hai đó đi kèm với nhau nhá. Nên là dùng cái tâm của mình mà đối xử với người khác thì sẽ thu được lòng của họ. Hai cũng vậy thôi. Ở cái cung tài bạch của anh ấy thì anh lại có tài tổ chức này, cái này thì tất cả thầy đã nói qua rồi. Và có cái tham lang ở dần thân là chủ với anh có bệnh ở chân. Thế nên là vì sao với thầy nhắc nhở anh là khi mà đi xe máy mà chẳng may bị ngã bị gãy chân là gì thế, bởi vì anh ấy có cái tật ở chân mà bây giờ anh vẫn chưa bị, thế là sau này anh phải cẩn thận hơn về cái chân của anh nhá. Và lúc trước như hôm trước anh bảo anh ngã anh cảm thấy rất đau chân nhưng không bị gãy, đó là chẳng qua là vì phúc anh lớn. Anh lớn, anh qua được cái hạn đấy, anh không bị gãy chân. Nhưng mà có tật ở chân thì lúc nào cũng sẽ bị thôi, sớm muộn thì cũng bị, nên là phải cẩn thận. Đó là một phản ứng rồi, vì sao anh không cảm thấy đau tay mà anh cảm thấy đau chân, thì đây trong cái lá số anh nó chỉ liên quan đến chân. Và anh có số bị chó cắn nữa, thế nên cũng cẩn thận. Mà tôi sao tôi để quý chó thầy mà sao lại chó lại cắn người càng nghề biết cái này thì biết
không biết là anh có xem clip ở trên mạng không, là hôm trước cách đây tầm khoảng vài tháng có một người anh chàng cũng không gọi là đại gia lắm, trẻ trung gia, anh ấy nuôi hai con, ba con bít bun. Anh ấy nuôi ba con bít bun. Bít bun là giống chó nước ngoài mà cái giống chó ấy nó dữ lắm, dữ rất nhiều. Đó, mà anh ấy nuôi cho nó từ bé, cho nó ăn. Cái con loại giống đấy thì thường thường chỉ mua thịt bò ấy, cho nó ăn với con tôm. Các bữa thì tôi mua tầm khoảng 1-2 cân thịt bò và cho nó ăn đấy, nó chỉ ăn thịt thôi. Thì cái hôm đó người ta quay cái clip là anh ấy dẫn ba con chó đi chơi. Và ba con chó này anh ấy không rõ mõm. Thế là có một cái nhà đồng nát là đi qua mà gánh hàng thì ba con chó và nhìn thấy là cái bà đồng nát thì bà ấy có nhiều cái ăn mặc lề xề đấy, thì bà nó cứ kéo đi trên phẹt ấy, thì bây giờ nó mới tức thì nó lao vào nó cắn, thì chủ nó thế thì mới ra can giật dây xích lại đánh nó. Đánh nó thì bà kia chạy được, hai con chó đấy nó lại quay lại nó cắn chủ nó. Nó cắn chủ nó và đây là cái giống nó rất là dữ. Thầy không biết tôi tả là thế nào, thầy chỉ nói ví dụ với con chó này là nó có thể kéo được cái vật nặng mà nặng hơn cơ thể nó gấp khoảng đến 30 lần. Đấy là con chó đấy. Thì ba con chó đấy nó xông vào cắn chủ nó thì chủ nó bị đứt mạch máu, cũng là đùi hay sao ấy. Phải vào viện. Vào viện và rất là nặng. Đó là lý do tại sao anh lại bảo là anh thích chơi với chó mà loại chó lại cắn anh, tùy chẳng lại thôi nhá. Số bị chó cắn thì đề phòng vẫn là hơn chứ không nên là tự chơi như vậy nha. Số của anh đây, bây giờ thầy mới lướt tới cung lô bộc đây, cung quan, cung tài bạch và cung lô bộc của anh đây là anh chủ về người lãnh đạo cao này, nhưng mà sẽ bị người đâm sau lưng. Nhá. Cẩn thận, cái này có người đâm sau lưng mà bây giờ có khi nó đang diễn ra rồi. Đúng ạ. Đấy, còn cung điền trạch của anh thì cung điền trạch của anh thì có tuần thiệt rồi. Cung điền trạch tuần thiệt là gì? Là chủ về anh thay đổi nhà nhiều lần, vài lần nhá, chỗ ở vài lần và lập nghiệp lúc trước thì nhà lục sụp và sau thì mới có cơ ngơi đẹp đẽ được. Cung điền mà vô chính diện cũng chủ về là điền sản tự anh tay gây dựng lên mà không được tư hưởng của bố mẹ. Tự tay mình hết. Và khi mà nó không tiếp hội họp về ấy, thì anh không nên đầu tư về bất động sản nhé. Anh chỉ nên mua để tích trữ và cho thuê thì được. Mua tích trữ và cho thuê để kiếm tiền thì được. Còn để mà mua buôn bán để ăn phần tinh lệch thì không có đâu. Đa số anh sẽ bị lỗ ngay. Và cái cung nhà của anh, xung quanh điền anh có rất nhiều cây cối. Có cây cối. Bây giờ chỗ ở có cây cối không? Đấy là một cây cối thì em rất thích trồng cây ạ. Có. Vâng. Cây cảnh cây cái thì có, nó không được giá trị nhưng mà cứ thích trồng. Một phần là sở thích, cũng phải một phần là cái công điền của mình như vậy rồi. Có tướng quân khu điền, tư điền thì mai sau nhà cửa anh sẽ to đẹp này. Có thiếu âm thiếu dương, chủ về là nhà anh hiện tại đang ở là hơi chiếu sáng một tí đấy nhá. Nhà hơi chiếu sáng và có xung quanh nhà thì có trồng nhiều cây như anh đã nói rồi. Đó, tuy chậm nhà chậm đất nhưng mà mai sau nhà thì cũng là nhà đẹp thôi. Nhà đẹp. Cung phúc đức. Phúc đức là gì? Phúc đức của anh ở đây là có liên sinh vượng địa, gặp tuần thiệt là chủ về phải làm ăn thật xa quê hương thì mới mong khá giả nhá. Và bước này chủ về họ hàng ly tán, mỗi người một nơi. Có đúng không? Đúng rồi ạ. Vâng, mỗi người một nơi này, phúc đức mà có liên sinh đơn thủ tại dần thì được hưởng phúc, nhưng mà trong dòng họ sẽ có một người bị kiếm con, bị kiếm muộn hoặc bị kiếm. Đây bây giờ thầy sẽ nói đến phần âm của anh, vì sao anh lại như thầy đã xem qua ba cái lá số của anh chị em thì thầy thấy ở trong cái lá số này thì anh là cái cung phúc. Cung phúc nó cũng gọi là khá gần như là nhất, cung phúc gần khá gần như là nhất, và anh có một người phù hộ cho anh, cùng cái người này phù hộ cho cái nhà của cái chị gì ở trong Hồ Chí Minh ấy. Là chị Hà. Thế à? Vâng. Rồi. Thì
anh thì đều cả hai người hai nhà này đều được một cái người phù hộ, đó chính là ông chú. Ông chú gọi là ông Mãnh ấy. Thì anh về nhà anh tra lại cái danh sách gia phả xem ông chú là gì, chết trẻ nhá, ông chú chết trẻ. Xem vậy gia phả thì đi đâu có làm gì thì thờ cúng và kêu cầu ông ấy. Đó thì anh là một người anh là được phần ra tiền lấy được cá. Còn đâu còn lại thì cái công phúc đức này nó sẽ có một số vấn đề. Thì các cụ trong công phúc đức này thì nó thật ra là ngoài ông Mãnh đấy khỏe mạnh ra và giúp đỡ được thì gần như các cụ hơi yếu nên là không thể giúp được nhiều đâu. Nên là thấy muốn giúp nhưng không giúp được thì năng lực không có. Phúc đức của anh của Thiên Mã thì càng đi xa quê hương thì càng tăng tuổi thọ. Và anh là người bệnh mộc. Thiên Mã của anh ở đây là bệnh hỏa, cho nên là cái con mã này lại sinh cho anh. Cho nên là nó có một phần là tại sao anh nói thọ và anh giàu có khi đi xa là thế. Mã này mà sinh bất cho cơ thể anh thôi, càng đi xa càng tốt. Anh là con người có đầu quân phụ mệnh, đầu quân ở công phúc đức là anh là cái con người có khả năng giữ tiền tốt, nghĩa là mình tiêu cái gì tiêu chính đáng thì tiêu, và khi mà gặp cái được chính đáng thì mình tiêu không tiếc, nghĩa là mình không phụ bệnh nhá. Đúng rồi, giữ tiền biết cách giữ tiền. Vâng. Ở đây phúc đức máu hỏa tinh này, cái này mà sẽ có cái vấn đề đó chính là thường thường ấy, khi mà công phúc đức mà có cái này thì thường may đi liền với rủi, đó là vì sao tại sao thầy cứ nói là lúc nào mà cứ sóng yên ý, thì đi như rằng có cái gì đó nó xảy ra ngay sau đó. Đó là cái do sau này. Và trong dòng họ thì sẽ có người giàu có nhưng mà thường thì sẽ là chết non. Đó là vấn đề của phúc đức này. Về cung tật ách thì anh có cái cung tật ách của anh hơi nhức đầu một tí. Anh sẽ hay bị nhức đầu. Nguyên nhân của nó ấy, cái thứ nhất là về bệnh tật trước nhá, là do anh hay suy nghĩ quá, anh đúng rất nhiều, anh nhạy cảm lắm, tất cả những cái sự việc khi nó vào mắt của anh thì trong não anh đều phân tích hết, thế là anh lúc nào cũng bị nhức đầu, cái này thì anh không thể dừng lại được vì thầy biết, thầy xem nhiều thầy biết những cái con người như này ấy, là thường thường họ cái não họ tự động được, họ cứ nhìn, họ có khả năng nhìn rất là nhanh và tinh, họ nhìn một vấn đề sự việc họ đưa ra cái tính logic trong đầu ngay nên họ dị rất là nhiều, không thể dừng nó lại được. Cái đấy chỉ chị thôi, nhưng mà cái này là tốt vì cái đấy mới khiến cho sự năng động của anh được. Anh về sau sẽ có những cái bệnh này như là căng máu này hay nhức đầu này. Đó, và khi mà tật ách nó lại chung với thái dương như này nữa thì cẩn thận được phần đầu, khi ngã hay đi tai nạn gì đó thì nên cẩn thận nhất là phần đầu. Về sau sẽ bị cả bệnh cao huyết áp và tim mạch nữa. Già thì sẽ khi mà già một chút tuổi nữa sẽ có bệnh liên quan đến máu, và bây giờ thì anh sẽ có những cái này liên quan đến phần tâm linh này. Đó chính là thỉnh thoảng anh có bị hoa mắt không? Dạ có đấy. Đúng rồi, có đấy. Cái này là cái về tâm linh này, thỉnh thoảng anh sẽ bị hoa mắt, nhức đầu là một phần thôi, nhưng thỉnh thoảng anh sẽ bị thấy hơi tối. Đúng rồi. Tối và hoa mắt. Đó, cái này thì thực ra là cái này thì cũng chỉ là vong thôi, và anh có một cái rất là hay trong cái lá số này, đó chính là những cái vong mà giữ, cái vong giữ mà phá phách nhà cửa rồi là làm kìm hãm cái sự khả năng kiếm tiền hay là tài chính, ở đây nó đều ở bên huynh đệ anh hết, nghĩa là anh chị em chị hết cho anh rồi. Và như thầy xem và thầy cũng đã giải cho cái chị gì đó, thầy cũng không nhớ nữa vì thầy xem nhiều quá thầy không nhớ tên, nhưng mà chỉ nhớ trong chị em họ hàng thì thường thường rất có mong giữ, và thầy đã gọi lên cho nói chuyện cùng gia đình rồi, thì anh rất là may mắn là anh trong lá số này và chính cả trong nhà anh thì không bị cái này, có thể là do anh làm ăn xa hoặc do cái gì đó anh không bị quấy nhiễu một cái này. Thế nên là công việc của anh nó mới được cái sự chia sẻ như vậy.
xa nữa thì nghĩ là không ấy đâu. Đó, bây giờ anh chỉ có một cái phần nữa, đó chính là về Kung Fu Thầy này. Thầy chỉ nói thế này thôi, đó chính là lúc nào anh cảm thấy mà vợ chồng mà cảm thấy lục đục ấy, thì lúc đấy nó cảm thấy nó có gì đó khác thường thì gọi cho thầy. Thì trong đây thì thấy là sẽ có lục đục và có biến cố nhá. Vâng. Được chưa? Vâng. Thế những cái vâng, những cái thầy mà đã nói cho biết thì là thứ nhất là cháu thấy cũng gần như là đúng, là những cái nhất là những cái mà đã trải qua rồi, rồi là những cái nó đang tiếp diễn rồi. Và còn như thầy cho biết là những cái mà để mà mình phòng tránh và sau này như nào thì là cũng cái đấy là cháu sẽ lưu ý và sẽ có chắc chắn là sẽ có những cái liên lạc với thầy để cho thầy tư vấn cho ở những bước tiếp theo. Và thì là cũng có thấy là thầy nghe thầy nói từ nãy giờ cũng thấy là cảm rất là thỏa mãn rồi. Và thì bây giờ nhá, bây giờ vào cái phần chính, nó chính là thầy sẽ xem cái hướng nhà cho anh. Thì trong cái làm nhà, cái tốt nhất là cái hướng. Cái hướng nhà là cái cực kỳ quan trọng. Thì thầy sẽ khác với các thầy khác, là các thầy khác thì sẽ xem hướng nhà theo tuổi, theo bát quái. Còn riêng thầy thì thầy cái thứ nhất là thầy ăn được bên đằng âm, có tâm linh, thầy xem cả bên tâm linh và thầy sẽ xem cho cái là số nữa. Thế nên thầy sẽ kết hợp và hòa chung lại. Xoay nước đi. Thì ở đây trong cái lá số này, thì hướng nhà tốt của anh ấy thì gồm những cái hướng tốt trong cái lá số là những cái sao. Anh có giấy không? Dạ có thầy nói nhá. Vâng. Anh lấy giấy anh ghi đi nhá. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Tử Vi Số Mệnh. Hôm nay thì lâu lắm rồi thì thầy mới lại có đôi lời muốn nói. Trước hết thì chúc tất cả mọi người, chúc gia đình mọi người có một buổi tối thứ bảy đầm ấm vui vẻ bên cạnh nhau nhé, gia đình hạnh phúc. Tiếp theo nữa là hôm nay cái vấn đề chính hôm nay thầy muốn nói đó chính là ngoài là thầy vẫn sẽ phát một số đoạn video về giảng đạo, về Phật Pháp ra, thì hôm nay thầy cũng muốn nói thêm rằng là ngày hôm qua thầy có được xem một bộ phim của Mỹ. Về nội dung thì thầy nghĩ là rất là hay, và có thể là với cái nội dung như thế này và thầy xem đánh giá trên mạng cũng được mọi người đánh giá rất là cao, ngay cả trên các tạp chí của Mỹ, và có thể nó sẽ được đề cử giải Oscar hoặc giải một số giải phim lớn của bên Mỹ. Nhưng mà quay về vấn đề chính, nó chỉ là cái phần nội dung của nó. Nội dung của nó nói về tâm linh,
nói về tâm linh. Sau khi xem xong cái vấn phim này thì thầy cũng nhận ra một điều rằng là bên Mỹ họ cũng có tâm linh như Việt Nam vậy, nhưng mà họ lại không chú trọng, tức là họ không giải thích, họ không giải thích được, và họ cũng không có nhiều thầy bùa như Việt Nam. Họ chỉ có những thầy về chiêm tinh này, rồi là gọi là phù thủy đấy thì có, nhưng mà họ lại biết đến linh hồn như gọi là quỷ nhiều hơn là linh hồn. Thì sau khi xem xong phim này thì thầy nhận thấy rằng là việc mà có một cái linh hồn khác nhập vào trong cơ thể người cũng là một cái hiện tượng để xảy ra bên Mỹ, và họ do xảy ra rồi nên họ mới có ý tưởng làm phim như vậy. Và cái phim này thì rất là đáng xem. Thầy xem thì nội dung rất là hay, có thể là tùy từng người, mỗi người một sở thích. Nhưng đối với thầy thì thầy xem vừa hay ở cái phần nội dung mà cũng vừa hay để tìm hiểu được xem là bên Mỹ, cái phần tâm linh bên Mỹ họ suy nghĩ như thế nào. Thì không để các bạn đợi lâu, thì tên phim là Get Out. Tên phim là Get Out, sản xuất như là năm 2017 hay sao ấy, thầy không nhớ rõ lắm. Thầy search lại xem là tên là gì. Get Out 2017. Điểm của IMDB là 7.7 trên 10 của 227.600 phiếu bầu. Đó là một phim thực sự hay. Khi mà đã có 227.000 phiếu bầu mà điểm vẫn ở trên 7.7 thì nghĩa là phim này khá là hay. Bộ phim thì tiết tấu đã không dồn dập lắm đâu, nên mọi người nào có quan tâm hoặc là muốn trải nghiệm thì hãy xem. Còn nếu những ai thích thể loại hành động thì đây không phải phim về hành động. Có đoạn cuối thì sẽ hơi hành động một chút. Vậy thôi nhá. Rồi, chúc mọi người một thứ bảy vui vẻ. Xin chào. Xin được mở đầu chương trình bằng câu hỏi thứ